Trận thiếu bản lề trong người đầu giữa Đinh Xuân Cung và game thủ Bùi Anh Tuấn. Hít xem. Đinh Xuân Cung có vẻ khoai khoai đấy. Cấm hít đi nhưng lại phải đối đầu với một xe trong tay game thủ Bùi Anh Tuấn. Game thủ Đinh Xuân Cung là một game thủ đánh cung khá là chắc. Đây ghê. Bây giờ sẽ đi tìm quả đầu đây rồi. Trận đấu trước thì Summer đối đầu với IA Marion. IA lên sớm hơn Summer, lên đời không bánh xe thì chém là chọc phù thoải mái luôn. Quả đầu chỉ có 6 cây thôi, nhìn thấy luôn bài hiệu đầu đây rồi. Và bài Hitty đối đầu với xe. Đây, 4 con hiêu sẽ đưa về luôn. Ok. Bài hiêu đầu chỉ có 4 con thì bài Hitty này, Hitty đối đầu với xe thì đúng là tôi không biết là lấy cái cửa gì để đối đầu với xe đội bạn. Bài Hitty phải thật sự là mắc binh nên đời sớm đánh cung. Thì đánh chém với xe thì khoai lắm. Mà nhà IT tôi nhìn qua thì xấu xấu này, khả năng cao thì số là 21 với Bùi Anh Tuấn rồi. Kịch bản giống cặp đối đầu trước. Khi mà Nguyễn Hồng Quân để thua trận đầu thì nó bật lại 3 trận còn lại và giành chiến thắng. Nếu trận đầu trong cặp đối đầu này có thế không, khi mà Đinh Xuân Cung thắng trận đầu và bị bật 3 trận còn lại không. Rồi cùng chờ đợi. 3 con hiệu được đưa về nhà chính của game thủ Đinh Xuân Cung rồi. Nốt con hiêu cuối. Đây là một cái rừng thông mà mình nghĩ là cũng ổn để ăn gỗ. Tôi chỉ lại cùng chờ đợi thôi. Chứ bây giờ tôi cũng không dám nhận định điều gì khi mà Hitty đối đầu với Seng. Bạn có cảm giác nó kiểu kiểu gì ấy. Tạm thời bây giờ Seng đang nhanh hơn một dân. Chắc chắn rồi. Xem nó không lỗi con dân thứ 8 mất mấy giây như những nông dân bình thường. Đấy, nông dân tiếp theo cũng vậy. Xem sắp dân rất là đều. Để có bài xem nhiệt không thì ra cùng chờ. Xem nhiệt tôi đã gặp mấy lần rồi. Có những bài xem rất là nhiệt. Nhưng cái bài xem là con xem này con quân mà nó rất là ổn định. Rất hiếm khi chúng ta gặp những cái bài xem mà nó không lên đời. Bởi vì mặc định là các bạn sẽ thấy quả đầu và hiêu đầu rồi. Như vậy là Seng đã đủ thực để thể kích đời 2. Lên đời 3 thì chỉ một đồ nữa thôi là Seng đã gần như là đủ luôn rồi. Chỉ cần một bầy hiêu to to rồi. Bầy tì có đôi voi. Câu về qua chỗ này cũng được. Và liệu anh có câu được đôi voi không? Đã đủ. Câu đôi voi luôn anh em. Rồi như vậy nó dừng lại rồi. Úi rồi. Thôi câu từng con một. Và cho một dân khác đi dò tìm thêm bãi quả nữa để thành bài móc binh nào. Nhiều đầu đôi voi bãi quả phụ. Cho nó chất. Vậy là tách dân ra để câu thêm voi về đóng thêm e rồi. Xem 2-3 dân dò có 9% rồi. Tím rồi. Đập lô. Dân dò 12 giờ thì không thấy gì ăn cả. Thôi đành đi đập lô vậy. Còn voi thứ hai được câu về. Vâng ăn một hit. Không sao, 25 dân rồi. Vẫn đang sóc thêm dân. Rồi, còn voi thứ hai. 26 dân, vẫn chưa thấy rừng. Vẫn chưa thấy đồ gì ăn cả. 27 dân và rừng rồi. Vẫn chưa thấy đâu. Đi theo con chim để tìm bãi quả phụ. Nhưng mà con chim nó không chỉ ra bãi quả. Nó chỉ ra cánh rừng thôi. À đây, bãi quả phụ ở đây rồi. Thấy đồ rồi anh ơi, quả phụ có 5 cây. Vậy sẽ hơi yếu và phải đi đập lô tiếp. Phải đi đập lô tiếp với cái bài này. Cái đời cuối 8 như vậy anh ép chật lực bãi quả này à. Thế lên đời xong thiếu nhiều đồ đấy. Bùi Anh Tuấn thì chưa nhảy đời, vài đội bạn đánh có 2-3 dân thôi. Rồi 9% lên đời rồi, ăn đủ. Rồi 9% và đã lên đời với bài xe. Rất gắt. Tăng chỉ số rò chưa? 10 rồi. Và bây giờ thì con giò đang chạy rồi đấy. 11 rồi. Rồi bạn đang chạy giò rồi. Chưa đào vàng 13.
Càng ngày con số thì bạn tiếp cận anh càng lớn. BB làm thêm E và bị chọc luôn, và bạn Hoàng tìm giò đã có công rồi, có tội được chùa giáp thôi. Rất là gắt. Bây giờ thì bãi quả này không ăn được thì làm sao? À, giờ vậy E. Ghê. Tên vậy E này rất là ghê. Để phải ăn nhanh lên thì mới đủ thực để kích đời cơ. Lên đời 2 xong, bao giờ mới đủ thực kích đời. Tỷ số thì đương nhiên là 2-1 dành cho game thủ Bùi Anh Tuấn mất. Rồi, bạn đi vòng lên đây. À, như vậy là bò nguyên góc này à? À, đủ. Vâng. Có mặt này khéo kín không? Đi dò đây đi. À, kín rồi, kín rồi. Kín rồi, kín rồi. Vâng, ở đây, 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 chỗ này hở, chỗ này hở. Ông này ôm nguyên góc 9 giờ các bạn ạ, à, nhưng mà chỗ này hở. Một tân hở định, cân nhà bằng mạnh. Đây. Nó sẽ lao vào qua khe rừng này. Đóng BA. Thế chỗ này ai bò cho? Lạc đà đang chém đây rồi. Ơ, ở đây không biết chỗ này hở à? Đi sửa thôi. Vâng, cứ chém đi mà anh vẫn chưa kinh đời. 12-50 rồi. Xóa ruộng. Chỗ này hở này. Rồi bây giờ thì có cả T công vào luôn. Vẫn chưa kích được đời các bạn ạ. Ôi trời hở. Ôi ơi ơi, vâng vậy em kịp thôi. Vâng, kích đời. Kích đời đi, 13-35 rồi. Vâng, kích đời anh ơi. Cháu gà đến sớm lắm. Vâng, kích được đời rồi. 13-49. Thật là vãi cả nồi. Vãi cả lông tí. 13-49 và anh đã có thể kinh đời và cầm hit ti đi ăn của mình và đang quấn ruộng tại nhà. Bây giờ thì lạc đà đang chém vào đây và cần phải sửa. Tốt nhất là được ăn quả nữa. Tập trung vào sửa E đi thôi. Chú ý sửa kia. Vâng, lại không chú ý rồi, bây giờ chú ý sửa rồi. Làm ơn cho dân bị cái chỗ này lại, cái nhìn kinh quá. Tầm này bạn chắc công cao hết. Tầm này là 25-76 rồi, đi xuân cung 50% lên đời này, rồi đây là phải thứ 16 này. Thôi xong nổ rồi. Rồi tôi nghe thấy cái gì đó. Tôi nghe thấy cái gì đó. Và tỷ số là 2-1 dành cho game thủ Bùi Anh Tuấn trong cuộc đối đầu với Đinh Xuân Cung. Đấy, cùng chờ đợi đến trận thi đấu để coi chung kết đầu tiên thì Đinh Xuân Cung ở cuộc đối đầu này. Rất gắt.